Xin chào các bạn nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau bước sang ngày thứ hai của tựa game Ảo Mộng Trung Tiên nhé. Ngày thứ hai đăng nhập vào thế giới song song thì các bạn thấy thế nào rồi? Ngày hôm qua thì làm hết tất cả những cái nhiệm vụ chính tuyến đây rồi. Ngày hôm nay thì mới có thể quay trở lại để làm tiếp nha các bạn ơi. Mình thì vẫn đang cưỡi con hổ văn hổ veo này nha. Nhìn cũng khá là ngầu. Rồi, chất chơi thì rơi luôn. Và được cái là ngày hôm qua thì mình cũng có nạp đầu đây mấy chục. Thế bây giờ mình sẽ nhận thưởng quà ngày 2 nha. Ui, nào nhiều đuôi thế, đuôi 4, 6, 8, đúng 9 cái đuôi luôn. Kiểu vĩ à. Ok, sử dụng luôn. Được, nói chung là bộ này thì nhìn có vẻ như là nó sáng sủa hơn một tí các bạn ạ. Lắm đuôi chưa? Cả một đuôi con hổ nữa là tổng cộng 10 cái đuôi nha các bạn. Rồi, mình phải tiếp tục cái nhiệm vụ chính tuyến của mình phát. Ủa, kỳ vậy? Rồi, đây rồi. Tìm được vị trí thích hợp này. Tí nữa làm xong hết nhiệm vụ có thêm tài nguyên lại tiếp tục đi cường hóa nha các bạn ơi. Nhận luôn. Ui giời, mấy cái này chọn bừa cũng được các bạn ạ. Mình cứ tưởng là phải chọn đúng đáp án thì nhiều XP hơn nhưng không. Chọn bừa vẫn cứ là ok. Đấy, đều thật đấy. Hoàn thành nhiệm vụ. Ui giời. Mãi mới lên được level 32. Tí nữa đi phụ bản chắc là nó sẽ được nhiều XP hơn rồi. Ngày hôm qua level 27 là mình đi vào phụ bản. Thì thấy tăng nhiều XP phết, lên luôn level 31. Thì hôm nay level 32 chắc chắn là XP cộng ở trong phụ bản này nó sẽ tăng lên. Ok, hoàn thành nhiệm vụ 14 ngày. Ôi, đăng nhập ngày 2 cũng nhận được thêm phần thưởng này các bạn ơi. Nhận thêm. Nhận tiếp. Hoàn thành nhiệm vụ. Nhận luôn. Ok đấy, xong. Dùng luôn nhỉ. Có 12 cái rồi. Hoán 10 lần luôn. Chiu. Cảm đá, cảm đá. Ô đây rồi. Thêm một em tam vĩ mới toanh. Ha ha, ngon lành cái nào. Tuyệt vời ông mặt rời. Phúc lợi xem nào, quà online nhận thưởng luôn này. Có sự kiện mới này các bạn ơi. Tức là ở trong cái phần này chúng ta sẽ nhận được code nha các bạn. Tức là đầu tiên là cái code chia sẻ này thì mình có thể tạo và cho bạn bè của mình mới chơi game. Và bạn bè của mình nếu như dưới level 30 nhập vào một phát là có thêm được cái code. Thế thì mình sẽ ấn chia sẻ thôi. Facebook đi. Đó, và chỉ cần chia sẻ lên Facebook xong là mình sẽ có được một cái code. Và bạn bè của mình sẽ nhận được thêm bạc này, có thêm cái danh hiệu Hiệp Cốt Lâm Phàm này. Và có thêm ba cái chuyển hồn đơn. Cái là sau khi mà tạo dùng xong lại còn nhận được thêm một con bạch trạch chứ. Ui dồi ôi, thế nhở. Tiếp tục bạn thân. Thân thiện chỉ cần là 100 thôi là được phần thưởng 500 lại tiếp tục. Ôi, được quá nhở. Bạn bè của mình chỉ cần tham gia hoạt động cùng nhau thôi là cái thân thiện nó sẽ lên, có gì đâu các bạn. Bên dùng cốt khi đã cấp nhất định. Ô, hợp lý quá nhở. Ô, có bạn nào không? Có bạn nào không? Kết bạn khẩn cấp các bạn ơi. Trời ơi, hay đấy. Ngày 2 thì nhận thêm được cái thể lực đơn. Cát tinh này, nhận thưởng luôn. Ô, dùng luôn. Thư thế nào, hôm nay có thư gì ấy? Có quà chia sẻ này các bạn. Chia sẻ xin nhận quà, đấy. Hợp lý này. Nhận luôn. Dùng luôn xem nào. Ô, có một cái danh hiệu luôn. Ôi, hợp lý quá các bạn ơi. Ui giời ơi, nhưng mà cái trang bị này lại không có thuộc tính các bạn ạ. Ảo thật đấy. Cứ tưởng là phải cộng thêm tí lực chiến, anh ở không nha. Skill thì mình sẽ cộng thêm đề cử tiếp tục thôi. Trang bị của mình thì hôm nay có thể là khảm thêm đá rồi. Vũ khí đây. Khảm luôn này. Ok. Đá tinh thần thì mình cũng cóc cần lắm, mặc dù nó level 3 vì nó tăng lên chân khí thôi. Mình cần là cần cái đá hỗn độn cơ vì môn phái tuyệt ảnh của mình. Là cần bạo kích. Đây rồi, 45 vàng khóa đúng không? Mua một cái đi. Khóa là có 475. Ui, mua được. Hợp lý luôn. Khảm luôn, không đánh nhèo. Rồi, chết rồi. Khảm ở đâu rồi? Tháo. À, khảm một cái nhân vẫn cứ là ok. Bởi vì nó là trang bị công mà. Được, hợp lý luôn. Quán chú thì từ từ đã. Mình chưa muốn quán chú vội nha các bạn. Đấy, chủ yếu khảm thêm tí đá cái là nó khác bọt hẳn nha. Tiếp tục là mình sẽ khảm theo đề cử thôi các bạn ơi. Đá bồi nguyên để tăng chính xác này. Mua một viên để khảm. Các bạn cứ mua đá mà khảm nhá. Lực chiến các bạn sẽ thấy nó khác bọt luôn đấy. Tiếp tục là dây chuyền. Đá nguyên vận à. Nguyên vận, mua cho một viên. Cứ mua từng viên một đấy các bạn. Mua thừa phí lắm. Đá bồi nguyên. Khảm luôn. Rồi. Tiếp tục, mình cứ ưu tiên vào trang bị công trước các bạn nhá. Đấy, có một viên đá hỗn độn này khảm luôn này các bạn. Sạc cả lấy tục tiệp. Ôi, cái này phải level 60 thì mình có thể là mở thêm nha các bạn ơi. Đây là bắt đầu đến level 60 thì mình bắt đầu mình cần đến chân khí nha. Giai đoạn đầu cứ táng vào công bạo kích. Đánh cho nó sướng các bạn ơi. Tấn công à. À, mua luôn một viên đi.
mua một viên thôi, bởi vì là số lượng quảng cáo của mình cũng chưa có nhiều, cho nên là mua thừa thì nó lãng phí nha các bạn. Cảm này, xác định này, bồi nguyên mua một viên, cảm luôn. Bên này là đề cử cái gì, nguyên vận. À không phải đâu, nó cứ đề cử từng cái một đấy các bạn ơi. Nên là cứ mua x1 đấy. Đây nó lại đề cử khác này, biết ngay, đã hỗn độn, các bạn lưu ý nhá. Không thể nào mà chơi tắt được đâu, hỗn độn. Một viên nữa, thế là mình chỉ mua được thêm có một viên nữa thôi các bạn ơi. Càng đấy. Đây, ưu tiên vào cái này đi. Nguyên vận, lại tiếp tục là nguyên vận. Rồi. Đấy, chơi dè dặt như vậy đó các bạn nhá. Thực chiến tăng lên nhiều phết đó các bạn ạ. Đừng có đùa nha. Như vậy là cũng ok rồi. Bây giờ tiếp tục là đi khám phá vạn bức cổ quật xem nào. Có cái gì hot nào? Ủa sao con hổ của mình bay mà của thanh niên kia đi bộ vậy? Mà rõ là nó có cánh à? Ừ, ảo thật ý. Đây là đâu đây? À đây là vạn bức cổ quật này các bạn này. Như kiểu là động phong nha kẻ bàng vậy. Hoàn thành luôn, nhận. Thăm dò xung quanh tìm kiếm manh mối. Ở đây có con rồng này. Thu phục của nó không ta? Nếu như thu phục được thì lại ngon. Ô mình chưa có pet đi theo. Tí vào nâng cấp pet lại xem nào. Hoàn thành nhiệm vụ. Ủa cái gì đấy? Người yêu, vợ của mình đây rồi. Trời ơi, đừng. Ôi lại bị bắt nạt rồi. Vợ cứ để anh nhá. Đấy anh vào giải cứu đây. Chén luôn. Ơ, không giải cứu vợ à? Ủa thằng này, cái gái xinh như thế mà không vào giải cứu thì tao chịu mày rồi đấy. Có cái gì đấy? Tìm đá quý à? 1 2. À đây rồi, thấy rồi. 1 viên, 2 viên, chiếu 3 viên, chiếu 4 viên. Gõ vào đây. Ôi thử, đây rồi. Ơ hay, cay thế nhở. Lấy bảo thạch từ vách đá. À phải gõ từ giữa trước. Đấy, gõ từ giữa mà ra thì nó sẽ hợp lý hơn các bạn ơi. 3 viên luôn này. À, 6 viên luôn à. Đây rồi, hay quá. Ngủ quá, lần đầu chơi hơi bâng khuâng. Nhưng lần thứ hai rút kinh nghiệm gõ từ giữa ra phát nó khác bọt hẳn nha các bạn. Hoàn thành luôn này. Đánh bại âm linh à. Đây rồi, bắt đầu là giải cứu vợ yêu rồi. Mày, bọn này, ôi dồi bọn này yếu. Tưởng thế nào, bọn này quá yếu luôn các bạn ơi. Cảm luôn một viên đá này. Chịn trò. Tầm này cứ đi siêu tầm đá là được chiến tăng nhiều luôn ấy. 14 ngày có cái gì đây? Thô thông bì mau. Hoàn thành nhiệm vụ nhận thưởng đã. Ok. Mình xin. Được này. Phúc lợi. À hôm nay vẫn tiếp tục là đăng nhập. Vẫn sẽ có thêm phần thưởng nha các bạn ơi. Giải trí phát. Sự kiện ngày lễ casting à. Ui giời, tưởng cái gì. Ok, nói chung là ngày thứ hai này thì mình thấy là cứ khảm đá vào này, lực chiến nó sẽ tăng thôi. Và sau khi lực chiến tăng thì chúng ta sẽ đi phụ bản các kiểu, nó sẽ dễ dàng hơn. Và khi mình làm hết nhiệm vụ chính tuyến rồi, tiếp tục quay trở lại những cái phụ bản khiêu chiến cùng bạn bè để có thể là lên level nha các bạn ơi. Lên level lại mở thêm tính năng mới, mở thêm vị trí khảm mộc mới là ok la liền nha. Thì chúc các bạn chơi game vui vẻ và đừng quên ấn đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất về tựa game Ảo Mộng Chu Tiên của mình nhá. Và link tải game thì mình cũng để luôn ở dưới phần mô tả cho các bạn tải về chơi cùng mình nha. Hiện tại là mình đang chơi server 1 Beach Down. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.